cái quần này nè, cái quần này nè, cái quần này nè. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, ủa đâu ra giặt quần vậy? Cái quần tao giặt, ủa con bị giặt lại mà. Sẽ ném lên sân khấu một vài vật dụng. Sẽ ném. Đúng vậy, có vật dụng dùng được không, và được. Vật dụng không dùng được. Và vật dụng đó chính là cái quần. Ủa? Vì sao? Vì cái quần này ba người mặc một lúc. Nghĩa là sau khi mặc chúng ta sẽ chạy về phía ông bấm lấy thật nhiều bóng. Mỗi lần không được rinh nguyên cái thùng về. Mỗi người phải đem vào người nhiều bóng bóng và sau đó bỏ vào vị trí của mình. Đợi mình thích bao nhiêu ạ? Một đỏ. Màu đỏ. Đỏ hồng là của mình, còn lại là của mình. Ủa vậy sao không hỏi tôi? Gái, không, bên kia cũng có con trai, hồi nãy tôi thua. Bạn ơi, bạn có thông cảm. Đội tôi, vậy chứ không phải vậy, giống như trò chơi lúc đầu, bạn thấy không? Đội tôi không có chiến thuật, không có tinh thần đồng đội. Không biết ưu. Vụng về. Không biết ưu. Hơi ngắn nữa, bạn thấy đó. Mang nhưng mà lấy màu đỏ nhiều quá, đội mình bất lợi. Thì cho anh đội trời đó. Ở dưới. Trời ơi, chúng tôi đã cân đông đo đếm đầy đủ rồi. Cho anh Giang ơi. Anh nói là một cái quần ba người mặc ở bên này tới bốn người là có một người lượt sao chơi. Lượt sao chơi. Em là... xin lượt sao chơi cho. Thôi, khùng quá. Em quen biết với MC chơi không? Đợi đi. Em mới thắng được. Sẵn sàng chưa? Nữa. Có ai ý kiến gì không? Tôi có ý kiến. Ví dụ như bóng nhét vô nó nổ trong này. Rồi cái xác nó nằm trong này có tính không? Không. Thế là bể bỏ đúng không? Bể bỏ. Rồi vậy là. Ôi bên kia cho tội nghiệp bé Hảo. Nhét vô nó nổ tùm lum trong này hết. Trời ơi bị nghiệp thật luôn á. Vậy thôi ba bỏ đi rồi lắm Hải qua đây để ba tôi làm cho dễ nè. Dạ thôi đâu. Không được. Trời ơi xua đuổi đập đội. Sẵn sàng chưa? Hải muốn chơi với ai đầu tiên? Là chọn hai người á. Đúng rồi. Em chơi với Ngân đi. Trời ơi, Ngân khiếu lắm. Ngân với Ngọc đi. Dạ, chơi sao cho. À, vậy thì Ngân với Dạ. Ok, ok. Rồi, okay. Ngọc ở đây. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mê ơi, gì? Tự nhiên anh đá cái này cũng... Nhảy đi à. Ủa, cái này quẩy ba mà. Ê, anh đừng giật, đừng giật. Điên rồi, nó lát khỏi trước mặt nó té. Quần cá. Quần cá. Quần lớn, cái đeo được. Em sẽ tìm cái quần. Lấy đúng rồi, ta bận cơm, bận cơm. Rồi đi, đi qua đi, bể á. Ủa, dữ dội quá vậy? Mày nha, nha. Ê, 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 ê. Có hai cái ông mạnh nữa. Mạnh nữa. Cái đồ này ăn gian vậy? Đi, đi, đi qua như vậy, bể, bể. Không, thức bận vậy đó. Mày lấy cái màu hồng nhỏ chứ. Ủa, bà dạ trong ngược hướng vậy? Bể quá vậy? Ê, bên đó trên xả bóng kìa. Rồi đi đi đi. Sao vậy? Lập vô. Sao xả bóng kìa. Bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi lẹ lẹ. Ôi em bật bóng bóng em kìa. Đi 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 đi. Đi 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 đi. Đi 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 nè. Đi 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 đi. Ôi. Alo. Đi. Ủa cho đây làm gì? Ở đâu đây vậy? Đi ra. Đi về đi về đi về. Ngọc đi ra đi Ngọc. Anh bóp bóng mà đợi em. Đi vậy. Kệ đi, bên mình có bóng. Đi trước một mẹ đi. Ê, dụng cái kia. Ủa sao tụi bay đi được, tao đi mỏi giò quá vậy. Cái quần anh bị tuột á. Hết giờ, dừng lại, tất cả dừng lại, dừng lại. Hết giờ. Ủa sao hết giờ? 2 phút đã trôi qua.
Chưa giải thích. Từ từ thôi. Ủa đội này chưa? Lê Lê Quần chưa mặc xong nữa. Ủa chơi chưa? Lo bóp bóp người ta. Lo bóp lên nằm. Lên nằm không chịu đi. Ngọc chơi, 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 vậy tôi không phục đâu. Đúng rồi. Ủa bé Ngọc có làm gì đâu? Em nằm lên người tôi luôn. Trời ơi, thôi, chúng mình nó bóp bóng đội mình. Bóp bóng tụi em. Tôi thấy chơi đó tôi không phục. Chơi đó tôi không phục. Ai biểu anh bóp bóng đội em? Nói cho mình lần đầu tiên vô. Đội mình còn chưa kịp về đích đó mọi người. Nhưng mà tính trong quần rồi. Không, đem về mới tính. Lượt đầu tiên đội màu hồng tiếp tục thắng cho chúng mình. Sao đứng bên đây xui quá ơi. Mà không ai mà á, người ta lấy cái quần đó đi lại đây người ta mặc đi không, không đứng ơi. Ở đây cái sao bắt đầu ba người khó khăn đi lại kia. Trời ơi, mới thấy là chiến thuật đội tôi hay. Bây giờ là lượt thứ hai, đội mình đã thắng lượt đầu tiên rồi mà thắng luôn lượt này là thắng luôn. Cho tôi hỏi một câu tới vậy, lượt bên này bây giờ là ai chơi vậy? Thì đó. Dạ chị Ngọc. Vẫn có Hải hả? Chứ sao Hải không mệt hả Hải? Quá mất rồi. Em chơi, em chơi cho thoải mái lâu đi. Lâu lắm rồi không chơi hay sao? Mấy mùa đã được chơi. Lâu lắm rồi em không có được chơi thoải mái như vậy. Nhưng mà cái lần này là người đứng ngoài không được vô nha. Đúng vậy. Hải hù dọa anh Hải lắm mà. Theo dõi đừng chơi. Tôi nói em nghe nha. Em đứng ngoài không được vô đó. Chắc chắn rồi. Chơi à? Sẵn sàng. Mèo dịch. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. Trời ơi. Trời ơi. Lỡ quá. Lỡ quá. Lần thả người ta ra. Hay nó lại gì đâu. Trời ơi, bỏ luôn đi. Thả ra nhận từ đâu. Đúng rồi. Mặc quần vô mới được lấy bóng. Thôi, đưa ra kêu quần. Lỡ quá. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, chết luôn rồi. Alo, tụt quần kìa. Đội nào, đội đó chơi đi, đội nào tự chơi đi. Đi, đi, đi dạ. Đi đâu, đi đâu đó, quên chơi đời mỏi mệt lắm em. Đột quần đó. Đó, chết quần á. Đó, chết quần, chết quần. Đi, 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 cả nhà ơi, đi, đi.
Đi đi đi. Đi đi dạ ơi. Đi đi dạ dạ ơi. Ê kệ đi dạ. Kệ đi. Đi đi đi. Kéo quần lên. Cầm 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 luôn. Cầm đôi tay, cầm đôi tay. Đi đi. Cầm đôi tay. Để em cho, cứ thảy ở ngoài thì em lụm cho. Cứ thảy ở ngoài thì em lụm cho kìa. Ủa? Anh còn vô. Mình lo đợi mình đi lại luôn cho hết giờ luôn là được. Giữ lại hết giờ. Giữ lại đi, đừng về nữa. Giữ lại đi là được, giữ lại đi. Mình đang thắng rồi. Giữ hết đây. Cái quần nè. Rồi đi đi. Đi 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 đi. Hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ. Đâu đầu đếm, đầu đỏ. Sáu. Sáu. Tám. Mười. 12 14 16 16 18 20 22 24 25 25 trái à? 6 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 18 19 20 21 21 đội bầu vàng 21. Cái gì? Rồi đây 25. Mỗi ngày 25 mình kêu 21 là sao? Ê! Ủa? Trời ơi. Đội mình lại thua một lần nữa. Nhìn Ngân như mẹ chăm trứng nha. Đúng rồi. Em ấp nãy giờ đó mới được. Bình chọn Việt Nam Entertainment Awards từ 8 tháng 1 đến 15 tháng 1.